kìa. Nhanh ra, nhảy ra. Cắt đi. Bọn anh từ nói chuyện nào. Quay đi, đừng có đánh người. Đi quay em, quay em. À, chưa đã. Ui, có thế nào không? Nhanh lên! Nó đánh chết tập trung rồi. Ôi chết. Nó đánh chết trung rồi. Em vào can nó thằng, đánh cả em xong rồi. Thằng Trung nó ăn gì mà nó đánh chứ. Ui, nó đánh cả em cả anh chưa anh Khoa nữa đây. Bây giờ thì cái gì thì cũng có cách giải quyết của nó thôi. Bây giờ anh đánh người như thế này thì mạnh à, bây giờ nó đi mạnh à. Không, phải sự đi ra đi. Anh đánh chết người đấy. Chết người anh đấy. Anh chết nó cái anh không lấy được tiền. Đã hiểu chưa? Cái anh đánh chết nó thì anh không lấy được tiền đâu. Ai bỏ ra. Đây anh em mình chết chưa? Mạnh à, bây giờ như này. Thằng này không quay nữa. Hôm nay tao đánh vừa mày, tao đánh bọn mày như này. Đây là bài học nhớ đời của chúng mày. Địt mẹ mà không làm mà đòi quan nhá. Địt mẹ mà chỉ có nghe lời người khác thôi. Đi gặp thầy huấn mà ăn. Địt mẹ mà sao mày giết đòn luôn à. Hay là mày nhớ đời mày hẹn đấy. Anh cứ yên tâm. Nói một là một, hai là hai. Bây giờ thì chiều đúng chiều ngày mai thì tôi sẽ chủ động tôi liên hệ với anh để tôi cập tiền đến tôi gửi hàng cho anh. Rồi, địt mẹ hôm nay địt mẹ nó giảm tha mày đấy. Địt mẹ làm đúng lời mà. Đi về anh em. Nhớ đấy. Nhanh nào. Đưa xuống ngồi trên đấy xem nào. Đưa nó xuống. Đưa chân đó. Để xem nào, cho nó ngồi ghế cái ông cởi áo ra xem nào, người ngậm nó không sao nào. Kêu đau bụng với đau ngực chính mắt rồi anh ơi. Cởi áo ra xem là người có xương sẩu có bị gãy không? Coi gì nó cụt thế? Đau lắm không? À mày, chết thôi. À, hai tay đều đau. Tay đau. Ui, tím tay rồi. Nó cụt vào tay rồi. Nó cụt đỡ mấy. Ui dồi ôi. Này. Ui đây này. Ui nó đập cho này. Nó đánh thì nó đánh kín hết cả người chứ nè. Xem chị cởi cái áo kia ra. Cẩn thận nên là kiểm tra xem có gãy xương gãy sẩu chứ không. Ui, hầm hết ngực rồi anh ơi. Đấm này. Ui nó cốt cho này. Thì hết ngực rồi. Mẹ mình người ngợm đã không ra cái gì chân tay. Ôi thì chết mắt nữa rồi kìa, nó đấm vào mắt này. Thế thì ba thằng này đi xem nó gãy xương gãy sẩu không nào. Thế ba thằng đi đến đấy là nó đoạn ở đấy luôn à? Nó đoạn ở đấy luôn. Nhưng mà thế nào trốn thế nào còn để nó tìm thấy. Lúc đi lên em nhìn thấy đúng đội hôm trước đấy nhỉ. Thế đội đấy là thế mày làm gì mà vay nợ ở bọn đấy mà để cho nó đi nó tìm thế ở chung? Anh vay làm việc gì? Mày vay bọn nó làm không? Gì? Hay là mày vay mày đợt cháu làm ngồi sụp gỗ bị cắt vào tay ấy. Người ta giả lương cũng không được bao nhiêu mà cháu chữa tay mất nhiều quá. Thế chữa tay bây giờ đi tai nạn đấy thì ở chỗ công ty người ta cũng công chủ người ta cũng phải no người ta dạy chữa cho chứ. Người ta chỉ cho phần nào. Ôi dồi. Làm công ty tư mà làm xưởng gỗ tư mà. Làm cho người ta bị gì mà. Bị mà họ cũng không lo cho. Thì không đủ nếu phải vay nó thật. Nhưng mà từ đấy là chưa làm được. Thế là bị 6-7 tháng rồi mà chưa trả được người ta đồng lãi nào á? Từ lúc đấy gió anh làm được không? Bây giờ gió trốn tìm gió trốn từ lúc trong hang đến ai. Ủa.
vào hang đi chú này nhở. Nó đánh nó vào hang trốn luôn. Xem nào, có gãy cái răng nào nữa không? À, hôm nọ đã nung nay mấy cái rồi, hôm nay xem nào. Thế hôm nay nói thật chưa? Thật. Em định là để làm nó giữ một thời gian thì em giả, nhưng mà nó tìm chắc nó ai bảo tìm được. Đánh này. À, bây giờ này, con người chứ có phải là gì đâu. Bây giờ thì mẹ mình giờ nó vớ được nó đánh như vậy thì còn gì là người nữa. Hôm nay mà không có anh em mình thì nó đánh chết đấy. Đánh chết luôn. Em cũng xin nhưng mà nó trốn lâu quá thì... À, cái thằng kia nó bảo là cái gì đánh chết cho một thằng em nó đi tù cũng được, nó không, nó cay thế rồi cơ mà. Giờ nợ 6 tháng rồi mà nó đi tìm mà cứ trốn vậy thì làm sao mà nó không cay. Nhưng mà mày vay người ta mà vay có đúng vay chục triệu hay là vay như thế nào? Cho vay 10 triệu. Cho xem nào. Thì ra như rõ là như này. Làm cái thân đi này. Nó cụt đấy, cụt gậy đấy. À cao. Đấy, sao xong xong không chạy vào lấy cao. Cao thế nào? Ra xoa vào ngay đi. Xem nào, ngực ấy có gãy, xem như thế nào, có gãy cái xương nào không? Hết được. Hôm nọ tao hỏi thì này lại không nói thật. Nói nó vớ được nó mới, hôm nay nó mới đánh đau thế. Cứ trốn xong rồi ta thấy lạ rồi. Sao mới đi làm chú rõ chưa dám nhau. Chỉ biết trốn. Thế nên mày trốn vào trong rừng, vào trong hang trong nghĩa thì mày ăn uống kiểu gì, mày đi lại kiểu gì? À, cháu còn ở trong đấy đi bắt rơi bắt dưới, còn từ hôm mà bị đấy đến lúc chú cứu thì cháu mới được ở nhà. Thế mà không gặp anh em mình thì cháu chết hết trong rừng. Tao đã bảo là hôm qua tao đi làm về, tao định hỏi mày, tao định điều tra mày xem là như thế nào mà để có người mẹ mà cứ suốt ngày đi theo dõi đi tìm như thế này. Mẹ mày vừa là lại còn bị ong đốt. Bây giờ tay chân đây, đây mày nhìn cái tay chân đây, mẹ mày giờ nó sưng tròn lên như thế này mà tao còn không dám kêu, mà hôm nay lại còn như thế này nữa thì mẹ mày biết giờ cháu không chơi bài gì, cũng cố gắng cũng có đúng không chơi bài gì không. Cháu không chơi gì, cháu đi làm, cháu ở mãi quê ở đây cháu làm, nhưng mà cũng không được bao nhiêu cả. Cố giúp cháu thì cháu làm thì cháu giải. Giờ lấy cao bôi vào hết vào người ngậm cho nó đi. Bôi hết vào người ngậm cho nó đi. Đây, xem là như thế nào. Đây, người ngậm bây giờ thì sưng hết lên. Xem có nung này gãy cái răng nào nữa không? Gãy răng không? Xem. Đống như phát tím là mát rồi này. Chết sợ rồi. Cái này thì không ổn. Này nó vớ được nó đánh chết đi. May quá anh em mình. Mẹ mày hôm qua về tao đã muốn là hỏi chuyện rồi như thế nào rồi, nhưng mà mẹ mày về hôm qua tao biết ông đốt tao sốt như thế là không dám dậy nữa, mày biết không? Đây nhìn chân tay đây. Chân tay bây giờ sưng như con bò đây. Đấy, toàn vết ong đốt đây. Mẹ mày uống thuốc uống men đến cơ này bắt đầu nó mới hạ được. Mẹ mày mới mò dậy được đây. Thôi bây giờ như này đi sẽ có bây giờ đi được chưa? Có ổn không? Sẽ có ổn không xem nào? Có con nó cảm thấy có thở không? Nếu mà có thở là phải đưa đi viện. Đi viện đấy. Nó sút cho kéo mà dập phổi dập ấy. Mày kiểm tra đi, không phải đưa ngay nó đi viện. Nó khó thở không? Có khó thở không? Khó thở nó sút cho dập phổi đấy. Nó đá rồi này, đây này. Thâm tím hết luôn. Mày giờ nó đánh cho thì bọn đấy giờ nó đánh có thương tiếc đó, người đâu. À. Có làm sao không? Phải sờ này sờ biết ngay mà.
Được rồi, nếu mà không làm sao thì thôi. Bây giờ ngồi nghỉ một lúc đi, xong bắt đầu là đi tắm rửa để vào ăn cơm. Rồi là ngày mai nghỉ ngơi đi, ngày mai tao đi tao xoay tiền thì trả lại cho nó. Anh nghe mà nó ngày mai chiều ngày mai hả? À. Chắc hôm mai có đủ tiền không? Thôi được rồi, cứ đến hẹn là phải đúng. Bây giờ thì cả có không có đủ tiền trả cả tiền lãi thì cũng phải có tiền để trả tiền gốc. Còn đâu thì không đánh. Giả cho nó người ta được tiền gốc thì tiền lãi thì mình có thể là mình khất sau được. Với hai thằng xem là em nó có gì không thì cởi quần áo ra đi xong rồi cho nó đi tắm đi. Để ngồi nghỉ đi một lúc xem là nếu mà ổn đi rồi, còn không thì lại đưa đi viện được. Nếu mà không ổn là phải đưa đi viện ngay, không để như này được. Nó đánh vào bụng và ngực nguy hiểm lắm. Đấy. Mọi người ạ, có năng là mình cũng xin phép được kết thúc video thôi để cho Trung xem như là tình hình như thế nào. Nếu mà ổn thì thôi, mà không ổn thì anh em mình bắt buộc phải đưa Trung đi viện.